Nó hút vô bên trong nha mọi người. Mọi người cứ tưởng là nó đẩy ra nha, thật sự là nó hút ra bên trong. Hai cái lỗ thông gió nó hút nè. Đó, mọi người thấy không? Hello tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Lo Kéo Tí Show. Và đây là video khui ruột con lo VK15 Super. Thì thời gian qua rất là nhiều khách hàng đã sử dụng con này, hàng trăm khách hàng đã sử dụng con này tại Lo Kéo Tí Show, cũng như là rất là nhiều khách hàng cũng đã sử dụng con này mà mua chỗ khác cũng có và mua bên mình cũng có. Thì hiện tại bên mình bán ra trên thị trường khoảng trên 500, trên dưới 500 con lo Super này rồi. Nhiều khách hàng kêu mình khui bên trong đi, thử con bên trong cái ruột nó, khui ruột nó sẽ như thế nào. Và mọi người cùng hướng mắt vào màn hình, đây là video đầu tư để khui ruột cho mọi người nha, chứ không có bán hàng gì ở đây hết đó. Rồi anh chị các bạn có nhu cầu đặt hàng thì mình liên hệ hai số điện thoại màn hình nha. Đó, đây là video chủ yếu là khui ruột cho mọi người xem thôi. Rồi, let's go. Thông báo quan trọng với mọi người luôn, đây là con phiên bản nâng cấp công suất mạnh luôn nha mọi người. Phiên bản nâng cấp mới nhất 2020 nâng cấp công suất lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui dưới mưa. Một điều đặc biệt hôm nay là khui dưới mưa. Cùng nghe. Khui dưới mưa nha mọi người. Anh chị các bạn thấy clip hay thì để lại một chia sẻ, một like, một đăng ký kênh ủng hộ Lo Kéo Tí Show cũng như tiếp thêm động lực cho mình làm thêm nhiều video hay hơn cho mọi người xem nha. Làm video cho mọi người xem miễn phí, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh nha. Ai ghét mình bấm like đăng ký rồi khó khăn cũng được. Rồi, đây là nguyên tem nha mọi người. Còn tem bảo hành của công ty Rồ Sinh luôn. Bây giờ mình sẽ khui nguyên con lo này về các 15 Super coi có gì đặc biệt bên trong mà được đánh giá là con lo 4 tấc hay nhất hiện nay. Nói chung là nó giữ tớp khoảng 10 tháng nay rồi mọi người, từ tháng 12 tới giờ luôn á, tháng 12 2019. Phía trong là bát nè, đây là lo chép. Lo chép này nó phóng đi xa hàng trăm mét luôn, bát 4 tấc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho mọi người xem cận cảnh và test sự sức mạnh của con lo này nha. Giờ em sẽ test một số và sau đây là màn cận cảnh và sau đây là tiếp theo là màn test đẹp mắt. Quay cận cảnh lo trước nha và test bát đẹp mắt cho mọi người. Trước khi test bát thì em sẽ khui luôn. Rồi, cho mọi người xem bên trong luôn nè. Không cầm camera đi. Rồi, đây là bên trong của con lo VK15 Super nha mọi người. Đó. Đây. Ta có cái cụ từ nè, rất là to luôn mọi người. Bởi vậy nó cho ra công suất lớn lắm. Mọi người xem trên mạng thì có nhiều video em test so với 4 tấc đôi. Đây là lý do vì sao nó đánh hơn những, thậm chí là hơn nhiều con 4 tấc đôi mà giá ngang nó hoặc là thấp hơn nó nè. Thì cụ từ quá nặng, bát quá chất lượng, rất là nặng. Cái này phải nó là 7-8kg, 10kg á, nặng lắm nha mọi người. Thấy nhỏ nhỏ nhưng mà to vỏ nha, nặng. Ở đây cái bình nè, phía trong này có cái bình, hai bên là hai lỗ thông gió nè. Đó. Còn bên đây là cái bo điều khiển bên hông. Khui thử lo chép cho mọi người xem nha. Nói chung là anh em thợ thầy gì đó cho ý kiến ở phần bình luận bên dưới giúp mình. Thì mình không phải là thợ thầy, mình chuyên review và mình là một người nghệ sĩ chơi beatbox, với lại mình biết nghe lo thôi. Còn bên mình là có thợ, bên mình có người bảo hành riêng và anh Tiến bảo hành sẽ rành hơn mình nhiều. Còn bên mình là mình sẽ nghe con lo nào hay và review cho mọi người thôi, mình không phải là thợ.
đang nằm rồi. Đó. Đây, bên trong củ chép chúng ta. Đây là cái chép. Này chúng ta có thể tháo rời ra nè. Khi mà mọi người ở tỉnh xa thì mọi người muốn bảo hành chép thì mọi người cứ xem cái video này, nó ta bấm dây điện, bấm vô cái chúng ta sẽ rút ra. Chỉ cần đổi, nếu mà ở tỉnh xa mọi người xài mà bị đứt chép á, đứt chép thì con này không bao giờ bị đứt chép đâu, trừ khi mọi người không biết xài á, mọi người để cái micro vô để hướng vào lo chép để lâu quá, thậm chí mọi người để những khi để quên tắt á, người để lâu quá nó sẽ đứt cục chép, thì mọi người gỡ ra, gỡ lên cho mình ở tỉnh xa rồi á, mình sẽ đổi cho mọi người cục chép như thế này. Đó. Giờ mình gắn lại nha. Đó. Bấm này vô một cái, nhét cục dây vô. Đó. Bấm này vô một cái, nhét cục dây vô. Đó là thay chép là mới luôn nha mọi người. Đó, nếu mà mọi người rồi gắn lại. Thôi khoan hay gắn ha. Không mà gắn luôn đi, gắn luôn đi. Xin lỗi mọi người hơi tốn thời gian không này. Đẹp ha mọi người. Củ chép cầm rất là chắc chắn. Rồi, ta gấp lại. Bỏ vô lại nha. Đó, đây cái mặt lưới thì mọi người đừng nên vặn hết nha. Mọi người tháo mặt lưới thì đừng nên vặn hết. Đó, tháo như vậy thôi, chúng ta rút cái lưới ra thôi. Bên trong có cái nẹp, con ốc nẹp lại. Đây là bảng điều khiển bên hông nè. Giờ sẽ lột trần trụi luôn nha, còn tem bảo hành luôn nè. Lo, tuy nhiên lo còn tem bảo hành mọi người không nên tự ý tháo nha, tại vì mình đã xin phép hãng rồi. Rồi, hết rồi. Đó. Ơi, còn con đây bên, xin lỗi mọi người. Con tao con này là gọi là bốc zin luôn nè. Con này con quan trọng nè, điểm G. Điểm G quan trọng. Đó, đây là cái bo của chúng ta nha. Cái dây này nó đi qua lo bát, lo chép rồi nè mọi người. Đây. Đây đây. Hơi chặt mọi người thông cảm nha. Đó, đây là nút mấy cái hàng nút chỉnh nè mọi người. Ba nút này là của âm lượng, bát chép. Còn này là của chỉnh micro nè, nguyên hàng từ đây đây, còn chỉnh micro. Nút cuối cùng là nhạc cụ nè. Nhạc cụ thì nó hơi to hơn xíu. À không, cũng vậy à mọi người. Đó. Mạch phân tần. Đây là cái màn hình LED hiển thị ngay chỗ này nè mọi người. Ngay chỗ này. Còn mấy cái nút điều chỉnh là phía dưới đây. Mấy cái nút mà chuyển chế độ Bluetooth là ngay chỗ này nè mọi người. Đó. Bên trong đây. Và cái chỗ này là chỗ đấu bình 12V nè. Bên trong mọi người thấy không? À đó. Có gì khuất mọi người thông cảm giùm em nha. Đang quay ngoài trời là rất là hồi hộp. Tại vì đang bão ngoài trời nè. Đang vừa quay camera man vừa mặc váy vừa cầm dù vừa quay nữa nè. Tóc váy quá trời. Một tay cầm dù một tay cầm máy quay tội camera man. Gió thổi tóc váy. Trời, hôm nay công tắc nguồn nha mọi người. Công tắc nguồn ngay chỗ này nè. Đó. Tắt nguồn 3 chiều. Đó, chúng ta có thể bật lo lên. Rồi, chết bà bình yếu luôn. Xíu nó hết tách tách luôn rồi. Rồi, lên này, hên quá. Rồi, mọi người đợi xíu nha. Rồi, bây giờ em sẽ để coi còn gì nữa không ta. Đó, chỗ này là chỗ kết nối TV nè mọi người, đó, thấy không? Output ra loa kéo khác nè, input ra TV. Thì đơn giản thôi. Còn cái chỗ này là chỗ cắm sạc nè mọi người, chỗ sạc nè. Đó, mọi người cắm vô đây. Điện nó sẽ truyền vô trong dây đỏ này. Rồi, nó không còn gì hết, đơn giản. Dưới màn hình này là có khe USB, thẻ nhớ là nằm phía dưới đây, dây luôn đây luôn nha mọi người. Rồi, không còn gì hết. Ba cái đèn mấy cái đèn báo sạc nè mọi người thấy không? Đó. Đèn bình đầy, đèn đang sạc và đèn bình yếu. Đó, ba cái đèn nè. Đây là mấy con tụ. Nói chung là mình không phải thợ thầy gì hết nên kiến thức có hạn. Anh chị các bạn biết thợ phải thợ thầy gì đó. Comment ở dưới cho mọi người xem thử nha. Đó, bo mạch. Lo di động Robson. Bên trong bo mạch cũng có dán luôn mọi người. VK15 Super nè.
nhiều anh chị các bạn thắc mắc tại sao trên bo mạch không có ghi cái tên model của cái loa là bên trong nha mọi người. Bên trong nó có sẽ có ghi W15 Super nè mọi người. Khi mà mình khui trong công ty trách nhiệm hữu hạn Rosin đó, bảo hành 12 tháng đó. Thì mọi người nhìn bên ngoài đâu có tên để chữ loa W15 Super đúng không? Nó chỉ có để tem chính hãng Rosin thôi. Mọi người khui bên trong thì nó sẽ để W15 Super. Rồi bây giờ em sẽ gắn này lại nha, em test bát. Rồi, đây là cái bình nha mọi người. Bình chúng ta dùng điện 220 nè. Bình này là bình 14 con à, 14 ampe, xin lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người, dặn dừng ngược lại. Đó. Bình rất là nặng nha mọi người. Bật mí với mọi người một điều là sắp tới Rosin sẽ thay lên cái bình 20 ampe giờ. Thì hiện tại là số lượng nó còn bao nhiêu đây thôi, tầm khoảng trăm mấy hai con gì đó. Ờ, trăm mấy 200 con, xin lỗi mọi người. Sẽ công ty sẽ nâng cấp lên bình 20, thì hiện tại là bình 14 nha mọi người. Bình 14 mình chơi liên tục cũng tầm khoảng mở full công suất luôn á là 3 tiếng nha mọi người. 3 đến 4 tiếng, còn nếu mà mọi người mở vừa vừa mình có thể mở 6 đến 8 tiếng thoải mái. Đó. Mở âm lượng nghe nhạc vừa vừa trong phòng. Bình đó. Thì đơn giản như vậy thôi. Để từ đây chúng ta có thể nhìn xuyên qua bên kia luôn nha mọi người. Mày quay ở bên trước nè. Nè, cho mọi người xem lại nè. Đó, từ đây cái loa bass ha. Mình nhìn xuyên qua sao? Đó là cái bình đó. Đơn giản, nó chỉ nhiêu đó thôi. Còn trên đây là loa chép. Loa chép nè mọi người. Đó. Có hai cái cục cắm mic kìa, đen đen phía trong nè mọi người. Hai cục cắm mic đen đen phía trong. À, nhìn ở trên nè, ở dưới quay lên đó, ở dưới quay lên. Tại vì cameraman quay có một tay có gì mọi người thông cảm nha. Đây một tay cầm dù đang bão mưa bão mọi người. Bo này bo mít nè mọi người, bo mít nè. Đó, theo mình không lầm là cái này là bo mít. Đó. Rồi thì không còn gì khác thì em sẽ lắp ráp lại. Ok anh em, và đây là thành quả chúng ta. Đây là loa chép. Xuống mình sẽ một số màn test bass để mắt mọi người cùng đón xem. Thank you.
phát hiện. nó hút vô bên trong nha mọi người. Mọi người cứ tưởng là nó đẩy ra nha, thật sự là nó hút ra bên trong, hai cái lỗ thông gió nó hút nè. Đó mọi người thấy không? Đó nguyên một đống luôn. Đó mấy cái pin luôn đây, trong kẹt đây nữa nè. Hai lỗ thông gió này nó hút mọi thứ vào bên trong nè. Lụm ra. Rồi, đã trả lại mọi thứ sạch sẽ cho hãng. Ok, đã lau chùi hết. Thì xin khăn giấy. Sạch sẽ. Phải chắc nhập con này luôn. Nói chung hôm nay test nhẹ vậy thôi. Thì có gì mong mọi người đóng góp thêm những ý kiến hay ở bên dưới nha, phần bình luận nha, để cho mình phát triển kênh nhiều hơn. Mọi người yêu quý thì nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like và bấm share video này. Thì bây giờ anh em mình chuẩn bị dọn dẹp hậu trường này cho sạch sẽ. Rồi bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người xem video đến đây. Xin ái chào tạm biệt. Nhớ like nha.